Nhãn xanh Huế được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm được ạ. Đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cả nhà vẫn nhìn thấy dòng chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn này. Đó, và người ta ví là nuôi một cây kiếm giống như nuôi một con lợn nái ạ. Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Đó, mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 cho đến 4 tép, có cây thì sẽ 5 tép nhưng mà chủ yếu là 3 4 tép thôi ạ. Nói chung là nhìn thấy này, xinh không ạ? Đẹp lắm. Em Thảo bán với giá là 180.000 một chậu, mua 2 chậu là 350 nhá cả nhà nhá. Đó, cây này xinh cực luôn. Đó, anh chị em nào yêu mến chúng ta có thể sưu tầm về chơi thân chơi lá cũng rất là đẹp luôn đó. Đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng hải dương. Em quay xuống dưới này thì cả nhà thấy nhìn thấy rõ hơn ạ. Phi điệp 5 cánh trắng hải dương đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ rất là đẹp ạ. Thân của nó rất là xinh, mỗi một chậu của nó từ một thân thôi ạ, có một thân thôi nhé cả nhà nhá. Nhưng mà cái dòng này thân xanh sạch luôn này cả nhà nhìn thấy không ạ? Thân xanh sạch và dòng lá của nó rất là đẹp luôn. Đang đi ngọn rất là lực. Cây cao khoảng tầm từ 18 cho đến 20 cm. Nói chung là cây chơi thân lá rất là đẹp. Nói chung là lô ngày hôm nay nhà em về hàng cây nào nó cũng xinh luôn. Em Thảo bán với giá 220.000. Mua 2 cây em Thảo bán 400.000 nhá. Phi điệp 5 cái trắng hải dương hàng gieo hạt. Rất là đẹp luôn ạ. Lô này thì thân lá đều xinh hết này. Nói chung thân lá của nó tròn tròn. Nói chung là đang đi thế này nữa là rất là mê. Ngày hôm nay nhà em Thảo trên quý khách hàng những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Rất là xinh và dễ thương. Và cái dòng này là xanh sạch này như cả nhà đang nhìn đã. Đó, cây rất là đẹp nhá, nhìn thoáng qua thì không khác gì hàng ươm ki đúng không nào? Và đây là cây 52 là mới bắt đầu giai đoạn đầu sinh trưởng nên là cây thân tơ của nó chỉ cao khoảng tầm từ 8 cho đến 10 cm thôi ạ. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là xinh. Đấy, bình thường những chậu này là em Thảo bán khoảng tầm 250 cho đến 270 đấy ạ. Hôm nay em trên quý khách hàng chỉ với giá là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000 nhé cả nhà nhé. Và khi mà gửi thì em Thảo sẽ gỡ cái thanh sắt này để cây hoa của chúng ta không bị ảnh hưởng ạ. 400.000 2 chậu này, đó giá cực kỳ là đẹp luôn. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị đang nhìn đây chính là mặt bông mẹ của nó. Và cái dòng này chơi thân lá thì đẹp mê ly luôn. Dòng chân thân của nó là dòng thân xanh sạch này, đang đi ngọn rất là lực. Và em Thảo có dòng 2 thân thì 2 thân em Thảo bán là 260, 3 thân em Thảo bán 280, còn 4 thân thì em Thảo bán là 320.000. 4 thân thì em chỉ có số lượng là 5 chậu thôi. Đây, 4 thân thì nó sung xuê hơn. Và chiều cao trung bình của nó rơi vào từ 10 cho đến 18 cm nhá. Cây đang đi ngọn rất là lực nên là cây nó sẽ lớn rất là nhanh đấy ạ. Đấy, xinh lắm. Đây này là những chậu 4 thân này. Đấy, từ 10 cho đến 15 cm. Chậu 4 thân rất là đẹp. Bên này đây là những cái chậu cây phi điệp thân thủ hàng xanh sạch của nhà em. Vì nó là hàng xanh sạch, bản lá còn là lá mít to bự thế này thì chắc chắn là sẽ hết hàng rất là nhanh. Nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em luôn nhá. Số lượng em Thảo chỉ có 50 cây thôi. Khi nhắc đến cây phi điệp thân thủ thì chúng ta biết đến một cái dòng hoa phi điệp lá mít này. Bản lá mít lần này nó còn về thân xanh sạch nữa. Nó là hàng ươm ki chưa biết mặt bông. Và nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt thì cái dòng thân thủ này có thể cao được khoảng tầm 2m7 đến 2m8 và thân của nó có thể mập bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta đấy ạ. Nói chung là cây này đã lắm. Số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu. Đây ạ. Này, chúng ta có điều kiện chúng ta mua 2 đến 3 chậu và chúng ta trồng. Em Thảo bán là 320.000 một chậu thôi ạ. Mua 2 chậu em Thảo bán 600.000 nhá. Bình thường thân thủ không bao giờ có giá dưới 300 luôn ạ, mà đây còn dòng 2 đến 3 thân nữa. Đó, em bán giá rất là mềm cho cô chú anh chị sưu tầm luôn. Có những chậu cây phi điệp lá mít thì chúng ta lại muốn sưu tầm những cái dòng cây phi điệp lá tre đúng không ạ? Cái dòng này chơi thân lá thì cũng rất là đã luôn. Và đây nó là hàng rừng đấy ạ, hàng rừng trồng nên là chưa sổ nhé cả nhà nhá. Đấy, mặt bông của nó thì chưa biết mặt bông và số lượng thì em Thảo chỉ có một vài cây thôi ạ. Mỗi một chậu của nó rất là sum suê từ 3 cho đến 4 thân cơ. Đấy, em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán 600.000 nhá, phi điệp lá tre. Rất là nhiều thân luôn ạ, từ 3 thân. Nay em Thảo vừa mới về thêm được một ít cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh hàng gieo hạt có cái mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 thân tơ và có một cái điều đặc biệt ngày hôm nay đó chính là cái lá của nó, đây là cây 52 nhá. Cái lá của nó là cái dòng lá xếp rất là đẹp luôn. Đó, em cảm thấy cái cây này cực kỳ là xinh và chắc chắn là em sẽ sưu tầm đấy. Đó, em cũng sẽ sưu tầm một ít. Đó, cây rất là đẹp lá xếp nhá cả nhà nhá. Mỗi một chậu cây của nó thì không quá là cao đâu, chỉ cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Đợi em sẽ đo xem, tại vì em cũng chỉ áng áng thôi nó, không biết là. Đúng rồi. 15 cho đến 20 cm thôi. Đấy. Đây. Cây rất đẹp luôn.
Đẹp. Lá của nó này có mặt bông mẹ rất là đẹp và rất là đáng để sưu tầm ạ. Hoa thì chúng ta tùy duyên thôi, cả nhà có nhìn thấy lá của nó, lá xếp đẹp lắm đó. Em bán với giá là 280.000 một cây nhá. Cả nhà mua về sưu tầm thì chúng ta nên sưu tầm, bởi vì cái dòng hoa này có mặt bông rất là đẹp. Mặt bông mẹ đó, mặt bông mẹ rất là xinh nha anh chị em. Một dòng cây thì điệp mới của nhà em Thảo đó chính là hồng pha lê. Một cái dòng hoa với mặt bông mẹ, cô chú anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của phi điệp hồng pha lê. Và hiện tại trên tay em Thảo đang cầm đây chính là cây thực tế của nó này. Hiện tại cây đang đi ngọn rất là khỏe và dễ, đang đi dễ rất là sung luôn này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Nó đang bám vào cái bảng gỗ rất là xinh. Và mỗi một cây hồng pha lê như này là từ 4 cho đến 5 thân tơ. Em Thảo sẽ cố gắng là lựa cho cả nhà nhiều thân tơ nhất có thể nhá. Đó, em sẽ cố gắng là lựa từ 4 thân tơ trở lên. Bình thường mỗi một bảng em Thảo bán là 280.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá 170.000, mua hai bảng em Thảo bán là 300.000 nhé cả nhà nhá. Số lượng em không có nhiều đâu ạ. Theo đây chính là những cái bảng cây phi điệp năm cái tháng Phú Thọ lai với cây trầm thân thủ cả nhà nhá. Đó, đây là cho ra cái dòng hoa và với bản lá này tròn tròn rất là đẹp đúng không ạ? Giống bản lá mít này. Thứ hai nữa đó chính là cây của nó này. Đây cả nhà nhìn được ạ. Cây đang đi ngọn rất là khỏe. Mỗi một cây của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là xinh nhá. Cây của nó thấp hơn cây hồng pha lê một chút xíu, chỉ rơi khoảng tầm 12 cho đến 15 cm thôi ạ. Mỗi một bảng cả nhà nhìn qua, cây xinh cực luôn này. Đó, đây là hàng chơi thân lá rất là xinh luôn đấy ạ. Em Thảo bán với giá là 170.000 một bảng, mua hai bảng là 300.000 nhá cả nhà nhá. Đó, đây là chính là cây phi điệp lai với cây trầm thân. Và bên này đây là những cái bảng cây phi điệp hồng mẫu hậu hàng ươm hạt với mặt bông mẹ rất là đẹp, như cô chú anh chị gọi nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông của nó đấy ạ. Và cái cây của nó thì nó ngắn hơn so với cây hồng pha lê một chút xíu, nó chỉ khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ thôi. Và cây của nó này cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, cây cũng đang đi dễ rất là khỏe này, nó đang bám vào khỏe và đang đi ngọn rất là xinh. Em Thảo bán với giá là 170.000 một bảng, mua hai bảng là 300.000 nhé cả nhà nhá. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cây của nó này. Đó, chơi thân lá cũng rất là xinh. Đây là 10 giống cây phi điệp được rất nhiều anh chị em yêu mến, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà. Đầu tiên là nụ tam bố này. Đây, cây nụ tam bố, cây cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này là thác bay này. Đó, thác bay cây của nó đây, em bán 70.000. Và bên này đây là bệt Easo này, em Thảo bán 70.000. Và bên này đây là sơn điện cánh mai này. Đó, cây sơn điện cánh mai cũng cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này đây, bên này là cây ma bó này. Đó, 70.000. Và qua bên này đây là cây nụ 68 này. Nụ 68 cây của nó đây cả nhà nhìn này. Đó, em Thảo bán cây này là 70.000, cây cao khoảng tầm 5 cm, thân lá rất đẹp nhá. Và bên này đây là những cái cây núi chúa của nhà em này. Đó, cây núi chúa, phi điệp núi chúa, cây cũng là tầm 5 cm. Và bên này đây là dạ hạc đắc lây này. Đó, em bán 70.000 này. Và bên cạnh này đây là lộc bắc này. Đó, cây lộc bắc này em bán 70.000. Tiếp theo cuối cùng là cây di linh xuân này. Đó, đây này em đo cho cả nhà này. Đó, và tất nhiên là sẽ có chậu hai thân nhá, nhưng mà em cứ quay chậu một thân cho cả nhà. Anh chị em nào em sẽ lựa xen lẫn lại với nhau. Bên này cũng có những cái chậu như kiểu cái đắc lây hai thân rất đẹp này. Đây này, cả nhà nhìn này, cây rất đẹp luôn đó. Đấy, nhưng nói chung là nó sẽ, em sẽ quay những cái loại tầm tầm thôi, em sẽ chọn cho cả nhà xen lẫn những cái cây đẹp là hai thân đấy ạ. Đó, combo này là combo số 3. Bình thường nếu mà chúng ta mua 10 cây như này sẽ là 700.000 đúng không ạ? Hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em sưu tầm là 300.000 một combo gồm có 10 cây như này. Đấy, loạt như này luôn, 5 cm, em cũng vừa mới đo cho cả nhà xem đó. Đó, đây, đó em sẽ nói cho một lần nữa cả nhà xem nhé. Đầu tiên đó chính là phi điệp Easo này. Thứ hai, phi điệp thác bay, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông bên cạnh luôn. Thứ ba, phi điệp nù tam bố. Thứ tư, phi điệp sơn điền cánh mai. Thứ năm, phi điệp ma bó. Thứ 6, phi điệp nù 68. Thứ 7, phi điệp núi chúa. Thứ 8, dạ hạc đắc lây. Thứ 9, phi điệp lộc bắc. Thứ 10 là di linh xuân. Có cây nhá, cả nhà gọi nhìn thấy này. Đây, cây này có rất là nhiều cây là cây 52 nhá. Đó, chủ yếu là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao.
Đó, em thấy cố gắng lựa cho cả nhà những cái hàng đẹp nhất, còn những cái hàng xấu. Te tua như này chẳng hạn thì em Thảo sẽ bán thanh lý 20.000 một cây. Đấy, hôm nay có 150 cây thanh lý thì em bán hết rồi. Còn những cái cây tươi tỉnh rất đẹp như này thôi, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Combo 3, 300.000. Đấy, xinh lắm. Cây rất là tươi tỉnh, dễ thương này. Đó, 10 cây luôn đó. Theo bên này đây chính là combo xinh xinh của nhà em Thảo này, cả nhà các bạn nhìn thấy, đây chính là combo xinh xinh em đặt tên. Và gồm có là 5 loại phi điệp nam cánh trắng và 5 loại ở bên này. Đấy, cả nhà em sẽ giới thiệu cả nhà và em sẽ cho cả nhà xem mặt bông mẹ của nó luôn nhá. Và rất là lâu rồi thì nhà em Thảo không có dòng nam cánh trắng về đúng không ạ? Đấy, bởi vì rất nhiều loại nên là em Thảo làm combo cho cả nhà xem. Đấy, cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm nhá. Cây của nó là cây 52 bởi vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng nên nó chưa cao lắm. Đó, rất là đẹp này. Đó. Cây nó thấp nhưng mà cây nó khỏe nhé. Vì cây 52 cái độ thích nghi môi trường nó cao. Và cái combo này thì bình thường nhỉ? Mình mua riêng lẻ thì đã rơi vào khoảng tầm 6 cho đến 70 nghìn một cây đúng không ạ? Hôm nay em chỉ bán là 300 nghìn được 10 cây thì tính ra chỉ có 30 nghìn một cây đúng không ạ? Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đầu tiên đây chính là cây năm cánh trắng hiển oanh này. Đó, cả nhà bạn nhìn thấy cây của nó cao, không quá là cao đâu ạ. Tiếp theo là cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ này, cả nhà nhìn thấy các bạn xinh lắm. Năm cánh trắng Hải Dương, thứ ba là năm cánh trắng Hải Dương này. Năm cánh trắng Nha Trang. Năm cánh trắng Lâm Sung. Và bên trên này đây là những cái cây gái nhảy rồi là hồng mỹ nhân ấy kiểu đâu ạ. Phi điệp hồng mỹ nhân. Phi điệp gái nhảy này. Đó, cây 52 này. Ám Phú Thọ. Cánh bầu Hòa Bình. Và bên này là cây hồng xòe nhé cả nhà nhé. Cây cao khoảng 3 cho đến 4 cm, cây rất là khỏe. Đây, 300.000 một combo này. Đó, combo xinh xinh nhá. Và tiếp theo đây là combo M. Đó, combo M thì em cũng giảm từ 750 xuống còn có 300.000 nhá. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này gồm có những cái chậu phi điệp nó cao khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi. Cả nhà có nhìn thấy nhưng mà cây của nó rất là khỏe này. Cây 52 này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái năm nhất của nó này. Phi điệp hồng mỹ nhân. Thứ hai là cây phi điệp hồng yên thủy này. Đấy. Và đây là cây phi điệp bảo bảo này. Đấy, cũng là cây 52 này, một thân thôi. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình, đỏ tía luôn này. Đó. Phi điệp hồng mẫu hậu. Đó. Cây cánh bầu Hòa Bình, cả nhà nhìn thấy nhá. Cây Hòa Bình thì lúc nào nó tím hơn một chút và nó cái lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng khác này. Đó. Tiếp theo, đây là cây châu Như. Đấy, châu Như này. Cây gái nhảy này, phi điệp gái nhảy này. Đó. Ám Hòa Bình này. Ám Phú Thọ này. Đó, cây của nó dài khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi ạ. Chủ yếu là một thân. Đó, đây là combo này. Combo này gọi là combo M nhé cả nhà nhé. Đây những cái cây của nhà em Thảo đây. Đó, nhiều chưa? Và đây là cái combo của nhà em Thảo, em đặt tên là combo lộc lá. Bình thường những cái chậu này là cây 52 nhé cả nhà nhé. Em Thảo bán là 75.000 được qua. Hôm nay thì anh chị em mua theo combo thì em chỉ bán với giá là 230.000 một combo thôi ạ. Cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm. Đó, cây 52 nhé cả nhà nhé. Đây combo lộc lá thì gồm có là phi điệp lá mít Hòa Bình này, phi điệp bảo bảo này, phi điệp ám Phú Thọ, phi điệp ám Hòa Bình, phi điệp hồng mỹ nhân, phi điệp hòn hèo Nha Trang, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp gái nhảy và dòng di linh xuân. Đây ạ. Đó, cả nhà các bạn nhìn thấy đây. Đây chính là combo của nó, từng cây này rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Đó, đây là cây lá mít Hòa Bình này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là dòng cây hòn hèo Nha Trang này, cả nhà các bạn nhìn thấy này. Rất là xinh đúng không ạ? Bên này đây là cây sơn điền cánh mai, cây 52 nhá cả nhà nhá. Đây là cây giống từ 1 đến 2 thân rất là đẹp này, cây di linh xuân này. Em Thảo đã đánh dấu cho mọi người hết rồi nên là mọi người yên tâm mua về thì chúng ta sẽ chỉ việc thay chậu thôi ạ. Đây là cây hồng, đây là cây hồng mỹ nhân này. Đó. Bên này đây là cây gái nhảy này. Đó. Cây này là cây ám Hòa Bình. Đây, cây hồng yên thủy này.
Đây là cây ám Phú Thọ này. Và cuối cùng là cây phi điệp bảo bảo, cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Combo 5 cây này em Thảo chỉ bán 230.000 thôi ạ, trên quý khách hàng luôn, giá này chưa bao giờ có luôn đấy ạ. Còn bên này đây là ở ngoài sân này. Đó, cả nhà có nhìn thấy những cái giống cây phi điệp của em. Hồng xòe. Đó. Đây là cây 52 nhé cả nhà nhá. Ở bên ngoài này là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cao hơn này. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên màn hình ở đây nhá. Phi điệp hồng xòe, hàng gieo hạt 75k. Phi điệp 5 cái trắng hải dương 75.000, hàng gieo hạt cũng là cây 52 nhá. Và cây của nó cao khoảng tầm từ 4 cho đến 5cm cả nhà nhá. Đó, 5 cái trắng hải dương. Phi điệp cánh bầu hòa bình 75.000. Đấy ạ, cây của nó cao khoảng 4 đến 5cm. Có cây nó cao hơn một tí. Đó, tầm 5cm. Đó, em bán 75.000, hàng gieo hạt. 5 cánh trắng Nha Trang 75.000. Đây cũng là cây, đây, cây của nó cũng là cây 52 này, từ 1 đến 2 thân này. Mặt bông đẹp lắm. Đâu. Còn đây 5 cánh trắng Lâm Sung. 5 cánh trắng Lâm Sung cũng hàng 52, cây đang mọc thân tơ này. Đó, em Thảo bán là 75.000. Tiếp theo 5 cánh trắng Chumoray. Đó, hay gọi là 5 cánh trắng Chumoja đúng không ạ? Đó, rất là đẹp nhá. Cây này cũng là cây 52 này. Đó. Mọi người hay trêu nhau gọi là 5 cánh trắng Chumoja. Đó, 75.000, cũng là cây 52 này. Còn đây là ám Phú Thọ 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Khoảng tầm 4 đến 5cm, hàng gieo hạt. 5 cánh ám Hòa Bình, đó cũng là cây 52 này. Đó, em cũng bán 75.000, mặt bông như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp gái nhảy 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Cây khoảng tầm 3 cho đến 4cm, 4cm, 5cm thôi ạ. Đó. Tại vì là cây này nhá cả nhà nhá, nó đang mọc những cái thân tơ đấy nên là nó cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà cây nó sẽ khỏe lắm. Đó, thích nghi môi trường rất là cao. Tiếp theo phi điệp Châu Như này. Đó, cây của nó cũng là cây 52. Ở đây là nó là cái thân mẹ của nó, thân năm nhất của nó này. 75.000. Và em Thảo sẽ chia ra làm combo nhá. Combo này em gọi là combo may mắn. Gồm có hồng xòe, 5 cái trắng hải dương, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp 5 cái trắng Nha Trang, 1 đến 2 thân, 1 thân thôi. 5 cái trắng Lâm Sung. Đó, combo này em Thảo bán, nếu mà mua theo combo là 250.000 một chợ. Một combo nhé, đây là combo may mắn này, 250 này. Tiếp theo đây là một combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đầu tiên gồm có Châu Như. Tiếp theo ạ, gáy nhảy là cây 52 rồi nha. Ám Phú Thọ, 5 cái trắng Chumoja. Đấy, Chumoray. 5 cánh ám Hòa Bình. Đây là combo hạnh phúc em Thảo bán với giá là 250. Đó, đây cả nhà nhìn này. Đó, đây là ở ngoài sân nhá.